nhà anh già có khách đi á, đâu có chạy xe rồi. Thôi đi vô đại đi coi anh già có nhà không. Dạ ơi. Dạ. Có nhà không dạ? Dạ ơi. Nó có tiêu rồi đó. Nhà anh già còn ngủ chạy. Nhà anh ngủ nó tính anh xấu rồi chứ. Xấu đen tiện luôn chứ xấu phạm người nhìn luôn á. Ôi sao hứa chân mày? Dây sắt của tao lấm chân chạy. Cái này đồ lấm lá chân mày sao chơi? Không có cục pin nữa, mất cục pin này. Thôi bây giờ mình vô kêu anh già sửa lại chơi đi. Chứ hư gì sao chơi. Đi. Nói đúng đó. Đi. Để này xuống đi. Điều khiển đúng không? Dạ. Không có chắc là chạy được không dạ? Bây giờ chơi kẹt tụi mình đi. Chơi. Rồi chơi với Bon rồi. Thôi, em chơi đâu, mày với Dương chơi đi. Ôi, sao luôn á? Sao đợt này mày không tự tin với anh gì chơi mày? Thôi thôi, anh già chết đi, đồ cà lao với lao mà em không tự tin đâu, kêu Dương chơi đi. Đi chơi không? Chơi không? Chơi tụi mình nghĩ xong với nó không? Em đi chơi. Em không có mặt quần trong đâu á. Em rất là tin tưởng anh già. Tại hai này chơi được, hai này đứa nào mặc quần trống chơi có mình em cũng mặc quần trống mà. Ê kẹt, lần này tao tin tưởng mày ấy, chứ tao không có tin già nữa đâu. Thằng này đúng là cái đồ phản bội. Phản bội gì tại đó, bây giờ lần này có quá. Lập kèo rồi thì chốt đi, giờ chào các bạn trước đi nè. Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay anh già sẽ thử chế một chiếc tàu điều khiển đầu tiên của anh già nha các bạn. Thằng bạn xung xung ăn, lâm ăn, xung xung ăn. Trời đất mưa. Bữa nay thằng Bo hiển linh rồi. Mấy ông thằng cầu mưa hiển linh rồi nè các bạn. Em nói rồi, mỗi lần em vui là mưa, mỗi lần em buồn là không mưa. Đó, nghe chưa? Ủa, gì kỳ ta? Mỗi khi người ta buồn người ta phải khóc chứ. Vui sao khóc được? Chắc vui nãy mắt đi đáy gì vậy? Nè thử chế phiên bản đầu tiên với cái chai nước này nha các bạn. Chai này có chạy được không anh già? Anh đừng có để cho em phải tụt quần nghe. Em thấy là em có mùi xuân rồi đó. Hình có lần này em không bắt anh già, bắt anh già cái là tụt quần rồi. Cái này cũng hình xuân, chưa chắc hay tụt quần đâu. Không, bây giờ là hái này chơi em cũng biết gì trơn á. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha các bạn. A few moments later. Thôi mình làm một hồi thì được như thế này nè các bạn. Lâu lắm các bạn, mất thời gian lắm. Cái motor với lại cái phần cái chân vịt thì mình để như thế này. Còn pin và FC thì để phía trên này. Mình còn làm một cái bánh lái với là một cái để cố định cái motor lại nữa các bạn. Bây giờ mình làm thì mình sẽ tua nhanh nha. Còn bạn nào mà thắc mắc mình làm chỗ nào thì có thể comment ở phía bên dưới đi rồi mình giải đáp cho. Chứ cái này thì mình cũng không biết đâu các bạn, mình làm chơi chơi vậy đó. Gán lên giờ đừng để tụt quần nha. Hay giờ đổi kèo được không anh dạ? Mày chơi gì kìa? Thấy nghi nghi cho mày đó kìa ơi. Anh thấy nghi nghi chứ anh hồi đó giờ anh chưa có làm này lần nào. Đây là phiên bản thử nghiệm đầu tiên của anh già nha các bạn. Cho nên là nếu mà lỡ mà làm không thành công thì lần sau anh già làm lại cái khác nha. Cho tụi em ăn mì anh dạ. Nope. Nè ăn mì, nè ăn đi. Món mì đó, nguyên đống mì đó ăn đi. Ủa chị chạy.
Hay gì vậy? Mì đâu? Nè mì nè. Dĩ chạy. Năm người cặp. Thôi. Hôm qua làm được giữa chừng thì trời mưa, cho nên dừng quay chút xíu. Rồi tranh thủ buổi tối đó thì mình làm thêm được chút xíu. Motor này nó bị mất cái đít rồi các bạn, cho nên là mình cắt cái miếng thiết, khoan ba cái lỗ gắn cố định cái motor ở đây. Sau vô thì mình cắt cái miếng thiết mình bẻ cong lại nên làm hai cái nhàm để gắn nó vô đây luôn. Trời, tưởng anh cho mình ăn mì, giờ xách chiếc cào ra. Bụt bỏ ra. Có một giấy nè, ăn đỡ đói đi. Thôi giấy ăn gì ba. Mì ăn không được. Bây giờ thì mình sẽ làm thêm một cái công đoạn nữa là làm bánh lái cho nó. Làm bánh lái và cố định mấy cái này lại cho nó chắc chắn lại hết trơn á. Thì rồi bắt đầu mình đem đi thử nha các bạn. Coi thử bữa nay nào tụt quần nha. À quên nữa, đoạn này mình sẽ không quay nha các bạn. Tại vì mình quay mất thời gian các bạn nhà xem video nó sẽ nhàm chán lắm. Rồi một hồi thì cũng xong rồi nè các bạn. Giờ chỉ việc gắn pin và xe lên nữa là chạy thôi. Cái bánh lái mình dùng cái căm xe mình bẻ ở đây từ trên xuống dưới này. Ở đây hàng bằng chì lên các bạn. Cái hàng này khó lắm các bạn. Thì mình cà đủ thứ chứ mình hàng biết lông mới được. Tại không phải dân chuyên. Chắc từ từ rút kinh nghiệm lên mới được. Còn cái phần này thì mình làm bằng cái cây nhôm á, cái thanh nhôm của mình á, rồi quấn tròn tròn lại. Đó, tạo mình đơn giản vậy thôi. Tay điều khiển thì mình sẽ dùng con này. Chưa biết ra sao. Bây giờ gắn vô rồi mình đem test nha các bạn. Tao thấy là tao không có tụt quần đâu Kiệt ơi. Mày chuẩn bị tâm lý đi con. Để rồi coi. Rồi xong rồi các bạn ơi, đây toàn bộ đồ lồng. Cái cơ chế mà đánh lái kiểu này á, thì cái bánh lái nó không có bánh, nó đánh lạng nhanh được đâu nha các bạn. Tại vì á, mình làm như vậy là tại vì chiếc tàu của mình nó khá là lắc, nó nhỏ quá, nó lắc quá, nó lắc theo chiều này nè, mình sợ nó lật á. Cho nên là bây giờ mình bọc cho nó thêm một cái lớp bọc phía bên ngoài nữa nha, chứ mà nó lật nguyên đống này xuống sông thì uổng lắm. Mình lấy cái lớp bọc mình chơi ra an toàn đi, lớp bọc mình bọc lại sơn cái mình chơi thử rồi nếu mà được cảm thấy ổn thì tháo lớp bọc ra nha. Rồi giờ tụi mình đi test đây. Rồi sao cô, chuẩn bị xong chưa? Ha, mày nhìn chiếc tàu gì mày nghĩ sao chạy được vậy? Vẫn là cái chỗ cũ điện thoại. Bây giờ mình sẽ test để cho coi thử thằng nào tụt quần. Thấy nguy hiểm quá vậy ta, hiu quá, cái đầu nó cắm quá vậy. Thì quay đầu luôn kìa. Anh nhìn gì ta? Nước vô. Đường này nè, đường sau nè. Ô, nó kêu cái gì á? Nước vô. Dịnh đi mình đây. Rồi, khá thất bại rồi. Dịnh nước ra, đổ nước ra. Chơi tiếp hẳn hai. Không. Quên quá. Để đó. Đây, may quá. Cái này nó bị nặng đầu rồi, nó không có ổn định được rồi. Mình vô chổng mình lấy thêm hai cái chai nữa mình cặp vô nha các bạn, chắc là chạy được đó, chứ còn một chiếc này là chạy không được rồi. Rồi mình sửa lại phía các bạn ơi, mình nghĩ mình chêm thêm hai cái lon gì chắc là nó nổi, nó chạy được các bạn, nó không bị lật nữa. Hồi nãy nó bị lật cho nên là mình mới sửa lại cái gì. Bây giờ mình thử lại cái nữa nha các bạn, chứ lần đầu anh già chế mà chế chạy không được thấy kỳ quá. Thị xuống. Ê. Đấy. Trời. Bóp đầu luôn. Nhỏng đầu luôn. Bấm đi chưa ra. Còn giữa hồ đó. Trời. Đồ anh dài cháy thổi các bạn ơi. Này làm lại kìa. Khánh làm lại kìa. Cái ép xe này của cái hồi lúc mình chế mình làm cái máy khoan nó không có số ve cho nên là bây giờ hơi mệt rồi. Bắt đầu luôn. Cứu nó Kiệt ơi. Ở đây để mình nói. Trời. À.
trống nhưng mà cái pin nó không có trống. Rồi xong luôn rồi, xong luôn rồi. Anh già phá nữa. Anh già phá rồi các bạn ơi. Rồi đi luôn này. Vẫn chơi được. Chưa sao. Thôi lần sau anh già chế lại cái tàu khác các bạn ơi. Cái tàu này nó hơi lỗi cái chỗ cái thân này nó nhỏ quá, nó không có trụ được, nó bị lật. Với lại nó hơi nó nổi không có được cao nữa, nó bị chìm nè. Nè nó chìm nè, nước vô nè. Nhỏ bên này luôn. Quá trời đâu. Ủa nước ở đâu mà nhiều quá trời nhiều luôn vậy ta? Gà sống luôn á. Chạy bắt đầu luôn. Đâu rồi? Đây nè. Rồi các bạn nhìn thấy nó chạy nè, nó đạp nước nè. Gọi là tàu điều khiển nhưng mà có cái là điều khiển được mét phải chụp lên chứ không có nó hư hết luôn. Mấy nay anh già chơi gì cũng nổi hết trơn. Rồi, tiếng này tụi quần anh già chứ không phải hàng em. Thôi clip lần này mình thất bại hoàn toàn rồi các bạn ơi. Bại ở hai phương diện là cái này nó không có vững được các bạn. Cái thứ hai nữa là ESC này không có số lùi, mình phải tìm một cái ESC có số lùi nữa mới được. Hai cái thất bại rồi bị nước vô nữa. Nói chung là nó bị nước vô đủ đường hết trơn á. Làm không kỹ nó với nước nó vô lum hết trơn. Cũng lần đầu tiên và cô chắc có lẽ là lần thứ hai thì nó cũng tương tự vậy thôi. Có lộn nó sẽ cải tiến được vậy. Thôi anh già cũng xin lỗi các bạn nha, tại vì không kỹ các bạn xem video tới giờ phút này mà lại không có được cái gì hết. Nếu mà lần sau mình chế nữa thì mình sẽ rút kinh nghiệm và chế lại một chiếc tàu ngon hơn. Chắc có lẽ không dùng motorbo pha nữa đâu, dùng hai pha được rồi, có gì nó nhẹ tiền hơn chứ kiểu này đi hết cái tay cầm. ESC cũng cháy luôn, nước vô. Vậy kè tụt quần sao anh? Ủa nãy giờ thì cũng phóng đề hết trơn rồi, ướt đồ hết trơn rồi, tụt quần gì nữa. Thôi bốn tài nước đều hết trơn rồi, hết tụt quần đi. Ê, chơi vui gì nữa, thôi tụt quần luôn đi. Vậy em tụt đi, em nhảy với anh một tụt đi. Ai chơi nói tụt, em muốn chơi em cũng tụt à. Nếu các bạn có chế thì đừng giống anh già các bạn. Đừng có lấy những cái chai như thế này nha. Nó lắc lắm, không ấy được đâu. Các bạn tốt nhất là các bạn nên lấy mút hay là lấy gì đó. Tại vì anh già thấy đồ dơ chai cho nên là lụm chế lại thôi. Lần sau nếu mà anh già làm chắc làm bằng cái khác chứ không làm bằng cái này nữa. Rút kinh nghiệm rồi. Ướt nhẹp cái tay cầm luôn các bạn. Ướt hết trơn toàn bộ luôn. ESC chắc đi rồi. Mình bóp hồi nãy lúc mà vô nước cái pha cuối cùng nó bóp hết lên luôn rồi. Không liên thiên vài vòng nữa, mình kết clip ở đây nha các bạn. Một lần nữa anh già xin lỗi các bạn nha. Và chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.